tám cái yếu tố mà nếu mà xe không đi thì nó cũng hỏng, chứ không phải là không đi nó không hỏng các bác nhé. Xe không đi để đấy thì có hỏng không? Thì chia sẻ các bác luôn là tám cái tác hại mà đối với dòng xe ô tô mà nó không đi thì nó sẽ hỏng những cái gì. Thì ngày xưa có rất nhiều bác có quan điểm rằng là xe không đi thì nó cũng sẽ không hỏng. Tất nhiên xe không đi thì nó sẽ không hỏng, nhưng với điều kiện nào? Đấy là không đi trong vòng bao nhiêu lâu. Đối với một con xe 1, 2, 3 tháng không đi thì nó không sao cả. Nhưng mà cái yếu tố đầu tiên của xe không đi mà nắng mưa thì cái việc đầu tiên đó là cái nội thất bên trong nó mốc hết chưa đó. Toàn bộ cái phần nội thất bên trong nó sẽ mốc hết nếu mà xe không đi. Đấy là yếu tố đầu tiên. Bởi vì như này, kể các bác không đi nhưng có nhà xe thì nó sẽ đỡ đi thôi. Còn đặc biệt là những con xe ngoài rời và những con xe ví dụ như chân chung cư hay là những con xe mà không có nhà xe để ngoài đường phố, để ngoài rìa đường. Ở Hà Nội là em hay thấy để xe để ngoài rìa đường nhất. Và một số những tỉnh khác cũng vậy, để ngoài rìa đường thì khi mà nắng xuống, đang nắng to mà bị mưa một cái thì lập tức nó bị hấp hơi. Cho nên dẫn đến nước ở trong xe này, hấp hơi vào trong xe này, cho nên là cái việc đó đầu tiên nội thất nó mốc. Có thể lâu thì nó sẽ mủn ra. Một số những dòng xe Camry hay là Altis mà cái đời cao, cái đời mà mấy kia là nó sẽ bị mủn hết. Nó mủn hết cái mặt táp lô này. Đối với xe không đi thì nó có thể là hỏng da này. Một số những da ghế vì nó nóng quá, nó mủn. Có một số những con xe không, cái thứ ba là không đi ấy, thì cái yếu tố nó nhanh hỏng bình ắc quy. Bình ắc quy bởi vì là theo nguyên tắc bình ắc quy nó phải liên tục được sạc đầy thì nó càng khỏe. Thì đấy là yếu tố mà không đi bình ắc quy. Yếu tố thứ tư mà không đi hay không đi nhất thì đó là lốp là hay hỏng. Nhiều bác bảo không đi thì lốp ngoài, nhưng mà lốp theo nguyên tắc là không đi là lốp nhé, nó nhanh hỏng. Bởi vì nó không được tròn cho nên nó dẫn đến là lâu ngày cao su nó bị mủn. Tất nhiên là đấy là nó phải phải là quá dài. Ngoài cái việc không đi tiếp theo nó thì đó là chúng ta thấy rằng là nếu như mà rửa xe rồi ấy, mà các bác không đi mà về để đi khoảng một tháng sau là các bác đi khi thậm chí bó phanh không thể đi được. Yếu đấy là yếu tố thứ năm. À, cái ngoài ra cái yếu tố mà xe mà không đi ấy, thì dẫn đến là có nhiều những con xe mà quá lâu thì yếu tố thứ sáu là xăng nó bị thối. Và xăng nó bị thối thì dẫn đến nó vận hành nó xăng bây giờ thì các bác thừa hiểu rồi đúng không? Thì cái việc đó là khi mà đẩy lên trên thì nó tắc lọc, nó dẫn đến là lâu ngày quá không đi mà chúng ta đề chúng ta đi lúc đấy thì cái xăng nó đẩy lên. Có nhiều những con xe mà lâu quá không đi thì phải đổ hết xăng ra, sau đó phải đổ xăng mới vào, nếu gọi là thối xăng. Thì cái việc nó không đi thì nó cũng sẽ dẫn đến hỏng. Và đối với những dòng xe đời cao mới, mức cao và mới thì không nói đến, có thể xe cao và mới có thể vứt 5-6 tháng được, không có vấn đề gì cả. Nhưng với dòng xe mà nhiều năm rồi, 5 năm, 10 năm mà mình không đi thì dẫn đến là nó có một số những vận hành. Đặc biệt là một số dòng xe Everest thì cái việc đó là lâu không đi thì cái việc đó không hiểu sao bơm dầu nó không lên, thì cái dòng đấy là nó là số tự động cho nên là dẫn đến là nó đẩy cái dầu nó không được vận hành bởi cái bàn ép và cái ly hợp của cái số tự động dòng máy dầu ấy, là nó hay hỏng số. Thì đấy là cái thứ bảy. Và cái yếu tố tiếp theo nữa mà mình không đi mà lâu ngày thì có thể dẫn đến chuột cắn. Cái yếu tố này nó rất là buồn cười mà, nhưng mà nó dẫn đến chuột cắn và đứt dây điện các kiểu. Cho nên là xe nó vẫn không để lâu quá thì mèo rồi thì chuột nó sẽ thấy rằng nó rất là yên, một nơi làm tổ rất là tuyệt vời. Cho nên là nó dẫn đến là nó sẽ cắn đứt dây điện và hỏng quạt gió, cho nên dẫn đến nó hỏng. Còn một vài những cái yếu tố khác nữa, nếu mà xe không đi thì cái việc đó là cái dầu mỡ mà ở dưới những cái táo ấy, nó lâu nó không được vận hành trơn tru, với cái đấy lâu ngày nó chết. Nhìn thì có vẻ như vậy nhưng mà nếu mình đi liên tục thì cái dầu mỡ nó không chết, nhưng mà nếu mình để lâu quá thì dẫn đến là một số những cái yếu tố mà ở một số những cái nơi mà nó đã được tác động khi mình đi qua thời gian rồi xong mình để lại không đi thì là nó được tác động bởi vì đó là hệ thống nước nó vào, xong là không đi thì gió nó không được đẩy vào đấy, cho nên là dẫn đến là khi mình để nó ngưng tụ lại thì nước nó vào, cho nên là dẫn đến là nó rất là hay hỏng những thứ như vậy. Và cái việc em thấy rằng là cái việc dễ nhìn thấy nhất đó là đối với dòng xe không đi thì các bác đóng cửa vào xe, mưa gió một cái lập tức là bên trong mình vào là xe nó hấp hơi hết vào trong rồi. Và cái nước đấy vô hình dung lâu ngày nó cứ đẩy xuống cái táp lô này nó mủn hết nội thất. Thì đấy là cái chia sẻ cho các quý vị, các bạn chỉ là
tám cái yếu tố mà nếu mà xe không đi thì nó cũng hỏng, chứ không phải là không đi nó không hỏng các bác nhé. Để lâu quá thì nó cũng vẫn hỏng một số những chi tiết, nó không hỏng hết nhưng một số những chi tiết nó đều hỏng các bác. Và đấy là cái video mà chia sẻ cho quý cô anh chị. Thì nhà em cái xe mà khi mua về đây thì là đó là lâu lâu phải anh phải đánh ra đánh vào, giữa ắp quy phải đánh ra đánh vào để làm gì, đó là để tránh những yếu tố nó diễn ra. Thì chia sẻ với quý anh chị như vậy, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và chúc quý anh chị có một buổi chiều buổi tối thật là vui vẻ hạnh phúc, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những clip tiếp theo.